Ngày hôm rồi, một hệ điều hành máy tính thuần nội địa của Trung Quốc đã chính thức lộ diện. Huawei công bố mẫu máy tính đầu tiên chạy Harmony OS bản thuần chủng, không còn phụ thuộc vào Windows. Ba điểm chính cho thấy hệ điều hành này có tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ. 1. Phát triển kéo dài 5 năm. Toàn bộ công nghệ do nội địa tự chủ, hệ điều hành này sở hữu hơn 2.700 bằng sáng chế, bao gồm từ nhân hệ thống đến kiến trúc điều hành, đều do các nhóm kỹ sư trong nước phát triển. Đây không phải là hệ thống dựa trên nền tảng mã nguồn mở hay sản phẩm lai gắn nhãn, mà là một hệ điều hành được thiết kế và xây dựng hoàn toàn độc lập. 2. Hệ sinh thái tích hợp, hỗ trợ phối hợp 3 nền tảng, phiên bản Harmony OS 5 trên PC, hỗ trợ liên thông giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính, cho phép người dùng thao tác xuyên thiết bị một cách liền mạch. Trợ lý AI Zoe có thể thực hiện các lệnh đơn giản để xử lý văn bản, tạo bài thuyết trình, đáp ứng nhu cầu văn phòng cơ bản. 3. Cơ chế bảo mật nâng cấp toàn diện. Harmony OS PC tích hợp mã hóa cấp chip, chế độ riêng tư có thể kích hoạt chỉ với một lần chạm, dữ liệu có thể được khôi phục ngay cả khi thiết bị đã tắt, đảm bảo an toàn và quyền riêng tư ở mức tối đa. Sự ra đời của Harmony OS bản PC được xem là bước tiến lớn trong việc xây dựng chuỗi công nghệ nội địa hoàn chỉnh, giúp giảm phụ thuộc vào hệ điều hành và nền tảng phần cứng nước ngoài. Sản phẩm đã ra mắt chính thức vào ngày 19 tháng 5.